chắc mình phải quạnh lại các bạn này, tại các bạn thấy xa thì về xa nó xuống cái đồi không, rồi lên cái đồi á xe nó mắc kẹt ở đó quá trời luôn. Cái đà này nếu mà mình chở này hoài chắc nó hơn một tiếng luôn mới tới chỗ rước con gái mình về ha. Thôi giờ mình phải quay lại, các bạn cũng thấy người ta đang quay lại đó. Mấy xe nào mà chạy được 4x4 thì không sao, nhưng mà mấy xe mà lại chạy hai bánh trước á, hai bánh sau vậy đó, lên cái đồi đó là mắc kẹt hết. Xin chào các bạn, hôm nay ở đây tuyết quá trời tuyết luôn. Bây giờ nó cao lên chắc khoảng 30cm rồi các bạn. Bây giờ thì ông xã mình chuẩn bị xúc tuyết rồi các bạn, xúc cái đường đi này đặt cho xe nó chạy vô á. Tuyết mấy đứa nhỏ thì nó vui mà còn mình thì cực. Đâu á, cho anh tập thể dục luôn. Cái này nó xúc sợ nó mới rơi á, thành ra nó xúc sợ và rất là dễ xúc á. Khi mà nó để nó dẻ xuống chứ nó ướt mà nó chín sẵn vào trong ở dưới cái nền là rất là khó xúc luôn á. Bây giờ thì nó vẫn còn đang rơi mà nghe thời tiết nói là nó rơi tới sáng luôn các bạn ơi, chắc ngập luôn á. Nó các bạn, những cái cây thông này đó thì nó phủ hết một lớp tuyết phía trên ha, coi là nó dày nè. Nó dày lên khoảng hơn 30cm rồi các bạn. Nó rơi từ khoảng lúc 11 giờ á tới bây giờ các bạn. Quá chừng luôn á, mà trời thì lạnh cho nên không có tan. Trừ 4 độ bây giờ ha. Từ nhỏ thì cái tuyết nó mê lắm, cho nên mình đi làm về thì tranh thủ cho nó ra chơi chút xíu các bạn. Nè, cây này nè. Bây giờ thì làm người tuyết được rồi đó. Từ đầu năm tới giờ từ nhỏ cứ mong tuyết suốt. Đây là trận thứ hai tuyết rồi các bạn. Trận đầu thì có chút xíu à, hôm nay thì quá trời nhiều luôn nè. Cái cây nó phủ đầy tuyết luôn. Wow, tuyết nhiều quá, cực quá. Thì tiết nhiều như vậy thì ông xã mình có việc để làm các bạn, tập thể dục luôn ha. Thì anh sẽ dùng cái xẻng này nè. Đó, để xúc. Sáng phải 2-3 lần quá. Hồi sáng thì anh có đẩy lần nào chưa? Một lần rồi. Hồi sáng anh đã đẩy tiết một lần rồi các bạn, nhưng giờ nó lên ngập nữa vậy đó. Ghê hả? Nhưng mà khi nó mới xúc vậy là rễ xúc anh hả? Nó còn mềm á, nó còn soft á. Còn nếu mà nó lâu rồi cái nó dẻ xuống á, rồi nó nặng nữa thì nó cứng nữa, khó lắm à. Cái giống như tập thể dục đi đúng không, nó rất là mềm nè. Aiden thích tiết không? Aiden con thích tiết không? Thì đúng rồi. Thì làm gì á con, làm chứ anh hả, làm người tiết không? Thôi, đầy văng lắm. Bây giờ thì tuyết vẫn còn đang rơi nè các bạn. Nè, đây là phía trước nhà mình nè. Đó, các bạn thấy những chiếc xe nó phủ trắng xóa hết luôn á. Để tới sáng nếu mà nhiệt độ nó thấp xuống á thì những chiếc xe đó bị đông một phía trong sát chiếc xe nó đông cứng luôn các bạn. Giờ vậy rất là khó luôn ha. Bởi vậy mùa này mà đậu xe bên ngoài đó cực lắm. Nếu mình đậu ông ở trong garage thì nó đỡ chút xíu ha, khỏi phải cào tuyết. Nè các bạn, tuyết đang rơi nhìn đẹp quá chừng ha. Mà trời tuyết nhiều vậy không biết sáng từ nhỏ có đi học không. Các bạn thấy quá trời luôn. Cái sân cỏ phía trước của mình nó ngập lên luôn các bạn ơi. Thế thì con làm cái người tiết đi. Muốn mẹ giúp không? Làm cái người tiết á. Đây, bây giờ thì Aiden phụ cha xúc tiết đây. Giác cái xẻng còn không nổi mà đòi xúc. Wow, mạnh quá ta. Aiden giỏi quá ta. Mới xuống chút xíu à. Phải tranh thủ mình xúc buổi tối như vậy các bạn, thì sáng dậy á nước nó ít á mình đỡ, tại vì sáng dậy mình đi ăn xả đi làm sớm thì đâu có ai xúc, cho nên giờ phải xúc bớt như vậy, sáng nó dụ như nó xuống nữa mình xúc sơ sơ rồi mình chạy xe ra đi làm cho nó dễ ha, chứ để sáng nó xúc thì mệt lắm, trơn lắm á. Không biết sáng nào Tinh có nghỉ học không đây, chắc school nó cancel hết cũng có thể, quá trời luôn.
Hôm nay là giữa tháng 2 các bạn. Hôm nay năm nay mình tưởng là không có tiết luôn chứ, tại vì ấm quá chừng luôn. Tại vì gần cũng tháng 2 thì mình nghĩ là mùa xuân sắp tới rồi. Đang háo hức chờ mùa xuân tới, ai về một trận tiết dở man luôn. Mà hôm nay lại nhiệt độ xuống rất là lạnh luôn. Thường thường ở Canada này thì mỗi năm đều có tiết các bạn. Ở Vancouver mình thì mỗi năm đều có tiết. Không nhiều bằng những cái tỉnh khác nhưng mình cũng có ha. Thường Noel năm nào cũng có mà năm nay thì không. Tết dương lịch năm nay không có tiết mà là Tết Việt Nam mà Tết âm lịch các bạn lại có tiết mới ghê chứ. Sắp xong chưa ông xã? Chưa. Cần phụ không? Thôi được rồi. Để anh làm anh kiếm tiền. Ai trả? Hồi đó anh nhớ hồi nhỏ đó, lúc còn đi học á, mỗi tiết này ở bên kia thì tiết xuống rất là nhiều. À, đẩy một cái driveway này cũng được 5-10 đồng các bạn. Cho nên bữa nay mình làm mình kiếm tiền không? Vậy để em qua nhà kế bên có cần không cho anh đẩy luôn nha. À, cũng được, đi hỏi vòng vòng đi. Nhiều tiếc lắm á, chắc nhiều người cần lắm á. Ở đây chạy xuống dưới chắc cũng khoảng 2-50 cái driveway làm cũng bộn tiền. Cho hai cho con, mẹ lãnh cho hai cho con làm. Thì thường á, hồi xưa ông xã mình ở mấy bên kia các bạn, thì tiếc nhiều hơn nữa. Thì lúc ảnh mới qua đó, còn đi học thì mỗi lần có tiếc thì anh hay dắt cái sẻn đi vòng vòng cái nhà hỏi người ta có cần xúc tiết không. Thì mình xúc xong người ta cho mình 5-10 đồng vậy các bạn. Tiếc thì nhìn nó rất là đẹp nhưng mà đi khi mình đi đâu hay là mình chạy xe thì rất là cực. Giống như bữa nay mình đi làm về đó. Wow, trơn quá chừng trơn luôn, mình phải chạy xe. Thường thường mình chạy từ chỗ làm về nhà thì mất khoảng 10 phút. Hôm nay mình đi hơn nửa tiếng các bạn. Và cái đường của mình á, nhà cũng hên là cái dốc nó xuống chứ nó không có phải là dốc lên. Còn cái đường ngược chiều của mình là cái dốc lên á. Thành ra xe nó chết máy, nó nằm dọc dọc hai bên đường quá chừng. Thành ra kẹt xe đó. Wow, kẹt xe quá trời nhiều luôn, người ta chạy không có được. Nó bị nằm ngay giữa đường luôn các bạn. Tại vì là nó cứ lên dốc á, người ta chạy đâu có nổi đâu. Xong nó bị đá đi. Nghe nó rơi tới ngày mai luôn á anh. Tới ngày mai lần hả? Vậy là ngày mai anh có việc làm nữa rồi, khỏi cần lo thất nghiệp ha. Vậy là phải cào 3 lần. Thì 3 bây giờ lần. Ngủ tới sáng cào một lần nữa. Thì trưa mai có thể cào một lần nữa. Wow, 3 lần vậy lần lấy 10 đồng được rồi, 30 đồng rồi. Ủa thì uống cà phê phải không? Xin đi mệt không con? Cái đầu cổ không chịu cột tóc lên. Aiden chạy vô rồi, Aiden lạnh quá, Aiden nó cũng vô rồi. Một chiếc xe nó chạy vô đây các bạn. Trời này xe chạy cũng rất là chậm luôn ha. Chạy từ từ từ. Tại vì nó sẽ trơn, nếu mà các bạn chạy nhanh thì nó trượt qua thì nó có đục những cái xe hai bên. Mệt rồi. Sắp xong rồi. Làm 10 đồng chắc rẻ quá. Trời ơi, 10 đồng đủ 2 ly cà phê rồi. Này phải 50 đồng mới được. Ai trả đâu. Thường những cái đường nhỏ như thế này thì xe nó không có vào đây để cào đâu các bạn. Tại vì đường nhỏ đó, thành ra thường rất là trơn, vô đi đường nhỏ chạy rất là nguy hiểm. Còn mấy cái đường mà bên ngoài mà lớn để xe chạy thì có chiếc xe lớn nó cào ha. Xe của nhà nước á, nó cào rất là sạch và họ rải muối nữa. Thành ra đi rất là khỏe. Và xe truck này thì chạy tiết quá ngon rồi, khỏi cần sợ. Còn giống như xe nhỏ của mình chạy thì thôi, trơn qua trơn lại thấy ghê muốn chết luôn. Ở đây mấy cái đường đi ở trước cửa nhà mình phải có bổn phận là phải sạch không để cho người ta đi, nếu mà mình không ủi người ta đi người ta té gì á. Mình chịu trách nhiệm phải không? Mình chỉ làm cái bổn phận ở trước cửa nhà. Giống như cái bổn phận của mình là phải hút ra tới ngoài cái đường đi bộ luôn đó các bạn. Đó, nãy giờ là ông xã hốt được nguyên một cái đống tiết chà bá luôn nè. Ở một đống ha. Ở đây nè, nguyên một dải này luôn. Rồi thêm một đống cái bự bên này, kia nữa. Cái tiết này ở bên Việt Nam là để làm đá bào ngon hơn, khỏi cần phải đi mua nước đá làm bào. Cái này để làm đem vô làm đứa đá bào luôn, khỏi cần bào mà nó mịn hơn là mình bào nữa, mình xay nữa đó. Này từ ở trên trời mưa xuống luôn không, rất là sạch không? Vậy chúng mình đem vô mình làm đá bào uống đi. Cái nhà mình tới cái mí đó là phải làm tới đó mới được.
Bé bên kia nữa hả? Bên kia thì ít thôi, ở đây mới nhiều. Các bạn, thì cái trách nhiệm của mình là phải mình phải cạo cái đường đi bộ trước cửa nhà mình đó để cho người ta đi á. Giống như cái trách nhiệm của mình là vậy, để cho người ta đi không bị té nữa. Nếu mà lạnh dữ mình để ra mình rắc muối. Thì có cần rắc muối không chứ không cần hả? Nó không có lạnh dữ. Chỉ tại nó đang rơi thôi, mình rắc thì nó cũng ít thôi. Để cho nó rắc cái mà nó rắc lên cho nó không đông đá lại thôi. Bộ xong được khúc đường đi bộ rồi các bạn, thì mình cái nhà mình nó tới đó thì mình xúc tới đó thôi ha. Còn cái đó bên thì bên kia nó xúc. Tại nhà ở bên kia không có trả tiền mà cho anh, cho nên anh không có. Để em qua gõ cửa coi có muốn mướn anh không? Phải làm phải công bằng như vậy đó các bạn. Tiền rau thì phải cháo phải múc. Anh ơi có cần múc ngoài đây không? Tại sáng đi xe ra nó bị kẹt ở đây liền luôn á. Không, anh tính đắp một cái bờ thiệt cao cho xe mình không đi ra được. Thì sáng sao em đi làm? Thì nghỉ làm. Sang ghê. Đắp một cái bờ không ai ra được hết. Lạnh quá. Ở đây thì xe nó không có vô nó ủi đâu. Tại cái đường nhỏ nó đâu có ủi. Không có đường nhỏ mà nè, tại vì ở Vancouver, Surrey các bạn. Tại vì lâu lâu, thiệt lâu nó mới có tiết. Cho nên nó không có chuẩn bị. Như thành phố nó không có nhà chú trọng vô, bỏ tiền vô đặng mà sắm những cái xe cào á. Tại vì sắm nó rất là phí, tại vì lâu lâu mới có tiết thôi. Cho nên mà có tiết nhiều như vậy á, thì nó lo nó ch�i cào cái đường tránh thôi. Còn mà nãy em đi về cái đường tránh còn chưa cào nữa đó quá trời. Tại vì nó rất ít xe mà, nó chờ cào cái nào cần thiết thôi phải không? Cho nên ở đây mà tiết xuống là nó rất là ai nấy chạy đều khó khăn hết, là đường tại nó dơ là chiếc nó kẹt xe. Mấy cái đường con này thì khỏi nói rồi, mình phải tự lo thôi. Nhầm khi nó vướng xe trong đây là đi ra không được luôn các bạn. Thì chắc ông xã phải tạo cái phía trước này nè, đặng khi mình ra xe ra đường cho nó dễ, tại nó dính về là ra không nổi luôn á. Mấy cái điểm khác á, tại vì tiết nó xuống rất là nhiều. Với mùa đông là tiết nó xuống rất là nhiều, cho nên cái kinh phí nó rất là lớn không. Cho nên nó cào sạch hết. Sạch hết luôn, mà nó cào sáng đêm luôn á. Còn đây này nó không có cào sáng đêm đâu. Nó có 2-3 tuần mới cào một lần. Mà có khi không có nữa, nó đợi nó tan rồi thôi. Tại vì ở đây các bạn thì mỗi năm thì tiết rất là ít. Thành ra nó không có dùng nhiều cái kinh phí cho cái việc cào tiết. Tại vì nó không có tiết thường xuyên á, cho nên mỗi khi mà có tiết như vậy á thì xe nó không có đủ để cào, nên nó cào những cái đường tránh nhiều xe thôi. Thành ra đa số là những cái đường nhỏ vậy là phải, chắc chắn là nó không cào rồi. Còn những cái đường lớn á, thì nó cào nhưng đôi khi cũng rất là chậm trễ. Thì khi mà đi về gặp ngay cái đường nó chưa có cào, rất là trơn, cho nên đường rất là kẹt xe và trơn trọt lắm các bạn. Cái đó là một vấn đề. Còn cái vấn đề thứ hai là tiết ở đây nó xuống rất là ít á. Người sống ở đây người ta không có quen. Cho nên chạy xe trời ơi trời ở đất luôn. Không biết chạy đụng mà chạy lũ lên lề tùm lum mà. Đúng rồi, thì ở đây người ta không có quen chạy tiết, còn những cái tỉnh khác người ta quen rồi, ta cứng ra lái vô tiết rồi. Giống như hồi nãy mình khi mình đi về đó các bạn, ra cái chỗ đậu xe đó thì mình thấy được một chiếc xe là không biết tại sao nó vô chỗ đậu xe, nó trề lên cái lằn ngăn phía trước á, thì nó nằm ngay chính giữa luôn á. Cho nên là thấy ba người đang hì hục mà đẩy chiếc xe trở xuống mà nó vẫn chưa xuống các bạn, nó nằm ở trên cái con lương luôn, nó nằm nó dắt ngang ở đó luôn. Tại vì trơn á, mình nghĩ là trơn quá thì nó tuột lên xuống luôn. Rồi các bạn, nãy giờ ông xã mình với lại con nhỏ mình á, nó hút được 2 đống tiết ba lớn vậy. Ý là đã cào ra ngoài kia một mớ. Xong chưa con? Nè, đây đóng nữa. Các bạn thấy không? Nãy giờ mình với con gái xúc gần xong rồi, giờ bà xã nó mới ra xúc. Các bạn thấy không? Mình chỉ cần đẩy một cái rồi nó sạch trơn, thấy không? Không nhận. Thì thấy không? Mình mới vừa đẩy một vòng thì nó sạch hết rồi các bạn ơi. Mệt quá rồi. Hay quá ha. Không nhận, mình cũng giỏi thiệt ha. Chỉ cần có một tích rất là sạch trơn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thích, xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha các bạn. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Xin chào. Bye bye. Bye.
Vô con ơi, lạnh quá. Thôi anh đau lưng quá rồi, cần phải người đấm bóp. Thôi, em làm không, anh có làm đâu. Wow, xuống chút xíu nó đau lưng quá. Thôi vô cho bà xã đấm bóp. Thôi, không có lạnh chấm đó đâu ạ.